quy tắc chi tiêu 1% mà ngay cả các triệu phú cũng phải áp dụng, dân đầu tư nhất định phải biết để đảm bảo tài chính dài lâu. Nếu còn phân vân giữa việc chỉ sống một lần trên đời và tiết kiệm cho tương lai thì nhất định bạn không nên bỏ qua bài viết này. Glenn Gem, một diễn giả về tài chính hàng đầu của Úc đã chia sẻ một chiến lược chi tiêu tưởng chừng rất đơn giản, nhưng nếu áp dụng thành công thì sẽ mang lại lợi ích to lớn về lâu dài. Việc tiêu tiền diễn ra hàng ngày, ảnh hưởng từng chút một tới cuộc sống mỗi người. Vậy nên một cách bạn tiêu tiền như thế nào có thể phản ánh được thói quen sinh hoạt, quy luật cuộc sống của bạn. Thói quen tiêu tiền cũng chính là trình độ kiểm soát cuộc sống của người đó. Do đó, nếu như cảm thấy cuộc sống của bản thân không được như ý, có lẽ có thể bắt đầu từ chuyện nhỏ như tiêu tiền để thay đổi cuộc đời của mình. Quy tắc chi tiêu 1%, mua hay không mua. Chính bản thân Glenn James cũng đã mặc rất nhiều sai lầm trong chi tiêu. Khi đó, tôi cùng một người bạn ghé qua cửa hàng của Apple. Sau đó tôi đã mạnh tay chi đến 1.300 USD để mua một chiếc Apple Watch mà chẳng hề suy nghĩ. Tuy nhiên, vào buổi sáng hôm sau, tôi nhận ra mình không cần một chiếc đồng hồ thông minh đến như vậy. Đó cũng là lúc tôi nhận ra cần thay đổi cách chi tiêu. Quy tắc chi tiêu 1% của James chia sẻ rất đơn giản. Nếu bạn muốn chi tiêu cho một thứ gì đó không thật sự cần thiết và mức chi phí vượt quá 1% tổng thu nhập hàng năm của bạn, bạn phải đợi một ngày trước khi mua. Trong thời gian đó, hãy tự hỏi bản thân, tôi có thực sự cần thứ này không? Tôi có thể mua được không? Tôi sẽ sử dụng nó như thế nào? Tôi sẽ không hối hận sau mua chứ? Giả sử tổng lương hàng năm của bạn là 60.000 USD và bạn muốn mua một chiếc điện thoại có giá 600 USD, 1% của 60.000 USD, bạn sẽ cần đợi một ngày trước khi đưa ra quyết định, ngay cả khi chiếc điện thoại bạn đang sử dụng đã cũ. Bạn có thể cân nhắc xem bản thân có thực sự cần điện thoại mới không, 600 USD có xứng đáng với những lợi ích mà điện thoại mới mang lại không. Nếu sau một ngày suy nghĩ, bạn vẫn cảm thấy quyết định mua đồ là xứng đáng thì hãy mở ví để mua món đồ đó. Quy tắc chi tiêu này đặc biệt hữu ích cho những khoảnh khắc cao hứng muốn mua sắm những món đồ bạn thích. Quy tắc đơn giản này giúp nhiều người nhận ra đó có thực sự là món đồ cần thiết hay không. Tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cũng là một điều cần thiết để bạn kiểm soát các khoản chi tiêu của mình. Quy tắc quản lý chi tiêu tốt nhất là quy tắc phù hợp với tình hình tài chính của mỗi người. Diễn giả này cũng chia sẻ thêm, 1% không phải giới hạn. Với những người có mức thu nhập cao thì hoàn toàn có thể nâng mức này lên cao. Hoặc bạn có thể hạ xuống mức 0,5% nếu mức thu nhập vẫn chỉ ở mức trung bình, khá. Dù tỷ lệ phần trăm nào thì nó cũng nên dựa trên tình hình tài chính, nhu cầu, mục tiêu và các ưu tiên của mỗi cá nhân. Tất nhiên, có nhiều quy tắc chi tiêu khác nhau mà bạn có thể áp dụng. Nhiều người đặt ra một giới hạn nghiêm ngặt không được phép chi quá ích cho một thứ gì đó. Tưởng chừng những tỷ phú giàu có nhất thế giới với mức thu nhập hàng tỷ đô la mỗi năm sẽ là những người chi tiêu hào phóng nhất. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Những người giàu có nhất lại chính là những người quản lý chi tiêu chặt chẽ nhất bởi họ luôn muốn tiền để ra tiền. Quy tắc của Glenn James hoạt động giống như một trạm kiểm soát tinh thần, một lời nhắc nhở để suy nghĩ trước khi hành động. Thiết lập định mức chi tiêu phù hợp với tình hình tài chính của mỗi cá nhân. 94% triệu phú vẫn phải sống tàn tiện. giam Jamsey, tác giả của Toto Money Makeover và đội ngũ của ông tại Jamsey Solution đã thực hiện một nghiên cứu lớn nhất về các triệu phú từ trước đến nay. Mục tiêu của nghiên cứu là mang lại cái nhìn sâu sắc hơn về thói quen và hành vi của các triệu phú để một người bình thường cũng có thể học theo và phấn đấu đạt được giá trị dòng hàng triệu USD như họ. Mọi người đã lầm tưởng rằng để trở thành triệu phú, họ cần có thu nhập khủng hoặc gia đình giàu có. Nhưng nghiên cứu của chúng tôi về triệu phú đã chứng minh rằng những quan điểm này đều là sai, sai hoàn toàn, đây giam xây cho biết, khi nhắc đến các triệu phú, ta có thể ngay lập tức nghĩ đến những khoản chi tiêu đắt đỏ như những chiếc xe thể thao sang trọng và các loại quần áo hàng hiệu đắt tiền, nhưng trên thực tế, hầu hết các triệu phú đều tỏ ra cẩn thận với việc chi tiêu hàng ngày. 94% triệu phú cho biết họ sống ở mức thấp hơn so với số tiền kiếm được. 75% cho biết họ chưa bao giờ dùng thẻ tín dụng để chi tiêu bằng cách tránh nợ nần và luôn theo dõi các khoản chi tiêu các triệu phú trong nghiên cứu đã có thể xây dựng nền tảng tài chính vững chắc kiếm tiền không dễ lại càng không dễ để kiếm được nhiều tiền dù chúng ta là ai giàu hay nghèo thì đồng tiền làm ra đều là sự tích lũy của mồ hôi công sức suốt một thời gian dài thông thường mọi người chỉ nhìn thấy kết quả chứ không thể biết được quá trình họ đã trải qua những khó khăn gì càng là thứ miễn phí có được chúng ta tiêu xài càng thoải mái còn những thứ vất vả kiếm ra chúng ta sẽ hiểu được sự quý trọng càng cẩn thận hơn khi chi tiêu cho bất cứ việc gì theo cnbc